Hello, chào bạn nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ giải chi tiết cái đề thi chính thức của năm 2021, cái đề thi đợt 1 vừa rồi đấy. Nếu bạn nào mà thi đợt 2 thì các bạn chú ý theo dõi để chúng ta rút kinh nghiệm cho bản thân mình nhé. Mã đề ngày hôm nay đó là mã đề 101. Những cái mã đề còn lại á, thì cách giải nó hoàn toàn tương tự nhé. Nó chỉ khác cái số thôi, còn phương pháp cách giải thì nó giống nhau. Rồi chúng ta bắt đầu này, câu đầu tiên. Câu số 1 đó là tâm nghiệm của bậc phương trinh là. Câu này thì bạn nào nhớ công thức thì chúng ta hoàn toàn có thể là suy ra tâm nghiệm luôn, đúng không? Đây chúng ta tương đương cái gì ạ? X nó sẽ bé thua loga cơ số 3 của 2, đúng không? Từ đó chúng ta suy ra tâm nghiệm này. Tâm nghiệm là gì ạ? Âm vô cùng đến loga cơ số 3 của 2, đúng không? Chúng ta cho đáp án nó là đáp án A. Đó. Còn bạn nào mà không nhớ công thức thì các bạn cứ thầy bô thôi để chúng ta tìm tâm nghiệm, đúng không? Bằng máy tính. Tâm nghiệm chúng ta thầy bô nhá, mọt bài này. Nhập hàm số vào. 3 mũ x này. Các bạn nhớ chuyển hai sang nhá. Đấy, chúng ta chuyển hai sang này. Thì khi đó về phải chúng ta nó sẽ còn lại là bé thua không, đúng không? Đấy, chúng ta chuyển hai sang là thành trừ cho 2 này. Rồi. Ở đây thì các bạn cứ để step cho mình là âm 4 đến 4 đi. Nha. Còn step chúng ta để theo công thức. Đó là 4 trừ cho trừ 4 chia cho mày ạ. Các bạn chia tối đa luôn là 29 nhé. Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra thằng fx này này, nó bé thua không từ đâu đến đâu thôi. Hiện tại nó đang bé thua không này, đúng không? Đấy, nó bé thua không đến đâu ạ. Rồi đến đấy là nó dương rồi, đúng không? Đến 0.6 là nó dương rồi, đúng nhỉ? Đấy, vậy là nó bé thua không với tâm nghiệm của chúng ta này. Nó bé thua không từ âm 4, đúng không? Từ âm 4 chính là âm vô cùng đấy. Đến đâu ạ? Đến đây, đến bé thua 0.6, đúng không? Bé thua 0.6. Đấy, chúng ta lấy sấp xỉ cân bằng đó nha. Bé thua 0.6 này. Còn tại 0.6 là nó dương rồi, đúng không? Đấy, nó bé thua 0.6. Vậy đáp án chắc chắn là A rồi, đúng không? 0.6 thì nó chính là bằng loga cơ số 3 của hai này. Đấy, 0.63, đúng không? Rồi câu đầu tiên nhá, câu số 2 này. Câu số 2 thì chúng ta viết thay số vào thôi. Đây, tích phân từ 1 đến 4 của fx thì nó cho là bằng 3 thôi. Tích phân của gx thì nó cho là bằng 4. Bằng âm 2 chứ, xin lỗi, âm 2. Đúng không? Vậy 3 trừ cho trừ 2 thì nó bằng 3 cộng 2 và bằng 5, đúng không? Câu số 3 này. Trong không gian có tâm y bán kính bằng 3 phương trình của S là bán kính bằng 3 chúng ta có này, về phải R bình bằng về phải. Đấy. Vậy bán kính bằng 3 thì về phải, suy ra về phải vậy là bằng gì ạ? Bằng 3 bình, đúng không? 3 bình thì nó phải bằng 9. Vậy thằng này về phải bằng 3 với thằng này loài này. Thằng này cùng loài này, đúng không? Đó, bây giờ dựa vào tấm này. Tấm thì nó phải đổi dấu nhá. Vậy là x trừ cho 1, đúng không? X trừ 1 và đáp án phải là B. Đấy, nó phải đổi dấu nhá. Ở đây 1 thì nó phải trừ 1 này. Trừ 4 thì nó phải cộng 4 này. Không, đúng không ạ? Đó, đáp án là B. Rồi, câu số 4 nào. Trong không gian, cho đường thẳng D đi qua điểm M và có một vectơ chỉ phương U là 2, 4 và 5. Phương trình của D là. Rồi bây giờ chúng ta dựa vào cái vectơ chỉ phương này này để chúng ta loại dần nhá. Thằng này có vectơ chỉ phương là 3 trừ 1 4, với thằng này là loại này, đúng không? 2 4 và 5. Thằng này cũng loại luôn, đúng không? Nó phải là trừ 2 chứ, đúng không? Đấy, loại luôn này. Trừ 2 4 và 5, trừ 2 4 và 5. Rồi hai cái này cũng loại. Tiếp đến là gì? Nó đi qua điểm 3 âm 1 và 4. 3 âm 1 và 4. Vậy thằng này loài đúng không? Thằng này là 3 1 4 rồi. Vậy đáp án là D này. Đây, 3 âm 1 và 4. Đúng chưa? Vậy tới chỉ phương là cả cái hệ số đi với x đi với t nhá. Đi với t này. Là câu số 5 nào. Cho hàm số có bảng xét dấu của đạo hàm như sau.
số điểm cực kỳ đạt cho là chúng ta kiểm tra xem thử nó đổi dấu mấy lần đúng không? Từ đây qua đây đổi dấu một lần này, vậy là một cực kỳ này. Qua đây đổi dấu đúng không? Vậy là hai cực kỳ này. Đây qua đây cũng đổi dấu, vậy là ba cực kỳ này. Đây qua đây cũng đổi dấu, vậy là bốn cực kỳ. Đáp án là D này. Rồi câu số 6 nào. Đồ thị nào của hàm số dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ? À, đây là đồ thị của hàm số bậc 4 đúng không? Bậc 4 này. Đấy, bậc 4 trung phương đấy. Vậy là hai thang bậc 3 là bò này. Đúng chưa? Có nhánh ngoài cùng nó đi xuống này. Vậy A nó phải bé được không này? Vậy thằng này A dương đúng không? Thằng này A dương nên bò này. Đây, A âm đấy. Đáp án là A. Rồi câu số 7 nào. Ở đồ thị hàm số cắt trục tung. Đây trục tung này. Trục tung là x bằng 0 nha. Còn trục hoành là y bằng 0. Nhớ nhé, trục tung là x bằng 0. Chúng ta thay x bằng 0 vào đây. Đấy, và thay vào đấy nữa. Chỗ nào có x chúng ta thay x bằng 0 đó. 0, 0 còn lại là trừ trừ 3. Đúng không ạ? Vậy là nó có tung đồ là bằng trừ trừ 3. Đáp án là D nhá. Rồi câu số 8 nào. À, đấy là câu công thức đó. Công thức đúng không? Chỉnh hợp. Bạn nào thua công thức thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể khẳng được luôn đúng không? Đáp án D này. Còn nếu mà không thua công thức á thì các bạn thử đi. Đây cái cần thử như thế này. Cách thử công thức thì chúng ta mình có làm rất nhiều rồi. Ở đây là A4 của N đúng không? Thì các bạn cứ cho N là bằng một số lẻ nào đó. Nhưng mà N phải lớn hơn 4 nhá. Nên ở đây mình cho N bằng 7 đi à. Vậy chúng ta sẽ tính là A4 của 7. Và chúng ta tính xem được nó bằng bao nhiêu. Đúng không? Và chúng ta tính về phải này, thấy N này là bằng 7, chúng ta thay vào về phải này, xem thử là về phải nào nó cho kết quả trung với cái này thì chúng ta chọn thôi. Đúng không? Đấy. Đây. A4 của 7 thì chúng ta ấn 7 này, sau đó ấn Shift này, rồi ấn nút nhấn này. Đấy. Trong máy tính nó hiện là P đấy, nhưng mà là A nha. 4 này. Nó bằng bao nhiêu ạ? 840. Rồi 840 này. Rồi bây giờ các bạn thấy N bằng 7 vào cả cái vế phải này thôi. Và các bạn tính xem như là cái nào nó bằng cái số này này. Thì đây là đáp án đúng đúng không? Đây giả sử chúng ta thay vào A này. A thì là bằng mở ngoặc này, 7 trừ 4 đúng không? Tất cả giải thưa này, giải thưa là các bạn ấn Shift này, rồi ấn nút này này. Thấy chưa? À, chia đúng không? Chia cho. N giải thưa tức là 7 giải. Giải thưa. Ôi trời, xin lỗi. 7 giải thưa. Đấy các bạn thấy là nó sai đúng không? 1/840 là sai rồi. Đấy, đáp án đúng là D này. Mình thử để cho các bạn xem nhé. Đây, N giải thưa là 7 giải thưa này. Chia này. Mở ngoặc này. 7 trừ 4 này. Tất cả giải thưa đúng không? Đấy các bạn thấy là trùng không ạ? Trùng đúng không? Đấy những câu nào mà những câu công thức mà chúng ta không nhớ công thức thì các bạn cứ bấm máy các bạn thử thôi. Ở đây N là một cái hằng số nào đó thì chúng ta cứ cho nó một số nó thỏa mãn điều kiện là được. Đây này, N lớn bằng 4 này. Đúng không? Nhưng mà để thử thì hôm trước mình nói rồi, các bạn nên chọn những số lẻ để cho nó khách quan nhé. Rồi câu số 9 nào. Phần thực của số phức Z. Phần thực là đây đúng không? Đó, còn đây là phần nào này. Phần thực là bằng 5. Câu này thì khá dễ đó. Câu số 10 nào. Đào hàm của hàm số này là đây là hàm số mũ rất là đơn giản thôi đúng không? Đây chúng ta có công thức này. X mũ alpha. Đầu hàm x mũ alpha thì bằng alpha nhân x mũ alpha trừ 1 đúng không? Vậy đây chúng ta có là đầu hàm của x mũ 5/2. Hạ số mũ xuống chính là bằng 5/2 nhân với x mũ 5/2 trừ 1. 5/2 trừ 1 thì bằng bao nhiêu nhỉ? 3/2 đúng không? Vậy là 5/2 nhân với x mũ 3/2 đáp án là C. Đấy. Câu này các bạn làm theo công thức thì nó sẽ nhanh hơn là đi bấm máy nhá. Bấm máy thì cũng được thôi. Các bạn cứ cho x bằng mấy nhỉ?
cho x bằng 3 đúng không? Tức là chúng ta tính đầu hàm tại 3 d đến d y của x 5 phần 2 tại x bằng 3 đó. Bạn nào không nhớ công thức thì cứ bấm máy thôi, nhưng mà câu này nhớ công thức nó sẽ nhanh hơn. 5 phần 2 đấy tại x là bằng 3 đấy, kết quả bao nhiêu? 12,99. Rồi giờ thay x vào đáp án thôi, đúng không? Thay vào C luôn nhé. Đây, thử C này, 5 phần 2 này nhân cho x mũ 3 phần 2 này. Đó, các bạn cán tay mấy, cán tay 3 đúng không? Đấy, 12,99, các bạn thấy nó trung đúng không? Trung là đáp án đúng. Nha, câu này bấm máy cũng được, nhưng mà các bạn giải tay nhanh hơn nhỉ. Đó, cứ hai hướng như vậy, các bạn thích hướng nào thì các bạn giải thôi, đúng không? Có bạn thì mạnh về cái này, có bạn thì mạnh về cái kia. Đấy. Rồi, có mấy môn nào? Nguyên hàm của hàm số này, nguyên hàm của hàm số mũ thì tăng lên một bậc và chia cho số bậc của nó, đúng không? Vậy là x mũ 2, nguyên hàm của x mũ 2 thì chúng ta bằng x mũ 3 trên 3. Đó, tăng lên một bậc và chia cho số bậc của nó. Vậy là đáp án chắc chắn là C đó, đúng không? Bây giờ thằng này là x mũ 3 trên 3 thôi. Đó, câu 12 nào. Cho điểm A tọa độ vectơ OA bác. Tọa độ vectơ OA thì nó chính là trung với tọa độ điểm A luôn nhá. Vậy là 2 3 và trừ 2 3 và 5. Trừ 2 3 và 5 đáp án là tọa độ của vectơ OA thì bằng tọa độ của điểm A nhá. Có biết vì sao bằng nhá? Tọa độ vectơ OA thì chúng ta lấy điểm cuối đưa đi điểm đầu đúng không? Tức là lấy A trừ O. Mà O là có tọa độ là 0 0 0 thì các bạn trừ cho 0 thì gọi như không trừ đúng không? Không trừ thì nó thành A thôi. Đấy. Câu số 13 nào. Cho bảng biến thiên, giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng giá trị là hằng hằng fx này. Vậy giá trị cực tiểu ở đây đó là -3. Đúng không ạ? Đáp án là C. Câu 14 nào. Cho hàm số y bằng fx có đồ thị như hình cong, hàm số đã cho nghịch biến đến khoảng nào dưới đây? Khoảng nghịch biến. Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra từng khoảng này. 0 đến 1 và 0 đến đến 1 này. Khoảng là khoảng x nhá. Các bạn nhớ nhá, chứ không phải là chúng ta lấy khoảng ở trên trên cái phân 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 y này đâu. Khoảng x 0 đến 1 này. 0 đến 1 thì đồ thị chúng ta thấy là nó đi xuống, đúng không? Đây này, từ vị trí đây này. Đó, nó di chuyển xuống đây này, tính từ trái sang phải nhá. Vậy là nó thỏa mãn đúng không? Vậy là đáp án là đây, nghịch biến là đi xuống này. Câu 15 nào. Nghiệm của phương trình là những câu mà nghiệm của phương trình là thì các bạn cứ cán cho mình đúng không? Cán là nhanh nhất. Bạn nào mà nhớ công thức thì các bạn cứ giải thôi. Không nhớ thì cứ cán đi. 3 này. 5x. Đúng không? Bây giờ cán này tại 8 phần 5 này rồi bằng 1,8 là loại nhá, nó phải bằng 2 này. Rồi cán tại 9 này loại luôn đúng không? Cán tại 9 phần 5 này rồi bằng 2, về đáp án là C. Câu 16 cùng cần đúng không? Cùng cần thì các bạn việc là tách tách thằng này ra thôi, các bạn đưa ba này ra phía thì trường này thì nó chính là bằng 3 tích phân từ 0 đến 3 của fx thì tích phân từ từ 0 đến 3 của fx thì người cho bằng 4 rồi, vậy là 3 nhân 4 thì bằng 10 12 đúng không? Đáp án là B. Rồi tiếp theo nào. Câu 18. À 17 đấy chứ. Đấy. 17 là dài đó. Thể tích của khối lập phương cạnh bằng 5. Thể tích khối lập phương thì nó bằng một cạnh bình lập phương lên đúng không? V này bằng 5A tất cả mũ 3, vậy là bằng 5 mũ 3 thì bằng 125 đúng không? Đây, 125A mũ 3.
thể tích khối lập phương là bằng một cạnh lập phương lên nhá, một cạnh lập phương lên. Rồi câu 18 nào. Bạn nào mà lấy link D thì mình sẽ để link D ở dưới phần mô tả nhé, các bạn có thể tải về. Tập xác định của hàm số y bằng 9 mũ x. Đây là hàm số lũy thừa, hàm số lũy thừa thì tập xác định là R, đáp án là A. Bạn nào không nhớ thì các bạn có thể kiểm tra bằng cách là bấm thầy bô này, các bạn cho nó chạy từ âm 9 đến 9 là nó ra đó, mod bài này. 9 mũ x này. Đấy, cho nó chạy từ âm 9 này. 9 này, step của các bạn cứ để là 1 ý. Các bạn thấy là kiểm tra xem thử là nó có phần nào không tính được không? Có báo lỗi phần nào không, đúng không? Đấy, các bạn thấy là nó không báo lỗi phần nào cả, đúng không? Tức là nó tính được hết. Mà tính được hết thì chính là tập xác định D bằng R nhá. Tức là nó báo lỗi là cái tại cái giá trị lỗi đấy là nó không thuộc vào tập xác định, đúng không? Đó. Bây giờ chúng ta kiểm tra chúng ta thấy là nó không lỗi chỗ nào cả, tức là nó tính được hết. Tính được hết thì tất cả đều thuộc vào tập xác định thì chính là tập xác định của nó là R nhá. Rồi câu 19 nào. Diện tích. Ồ, câu này là câu công thức thôi. Diện tích của mặt cầu thì là 4pi r pi. Đáp án là B. Câu 20. Tiệm cận đứng là phương trình mẫu bằng 0. Tức là x trừ 1 bằng 0 tương đương với x bằng 1. Đáp án là A. Câu 21. Câu này thì bạn nào không nhớ công thức thì các bạn bấm máy. Câu này bấm máy khá là đơn giản đó. Các bạn cứ cho A bằng 3 đúng không? Tính vào. Loga cơ số A là 3 này. Căn bậc 4 này. 4 của A là của 3 này. Bằng mấy ạ? 1 phần 4 đáp án là B. Đấy. Những câu hỏi tính giá trị biểu thức mà các bạn không nhớ công thức thì các bạn cứ bấm máy thôi. Rất chỉ là nhanh. Câu 22 nào. Cho khối chóp có diện tích đáy B bằng 5 A bin và chiều cao H bằng A. Thể tích của khối chóp. Thể tích khối chóp thì V bằng gì ạ? 1 phần 3 B. B H. Vậy là bằng gì? 1 phần 3. Nhân với B, B chính là 5 A bin. Rồi nhân với H chính là nhân với A. Vậy là 5 phần 3 A mũ 3. Đây đáp án là D luôn. Đúng không? Câu 23 nào. Trong không gian UYZ cho mặt phẳng P, vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của P? Vectơ pháp tuyến là cả cái hệ số đi với x, đi với y và đi với z. Vậy là ở đây là 3 trừ 1 và 2 nhá. 3 trừ 1 và 2 đáp án là B. Câu 24 nào. Cho khối trụ có bán kính đáy R bằng 6, H bằng 3. Thể tích của khối trụ đã cho bằng V của khối trụ này. Đây, V này. Là bằng pi nhân R bên nhân H, đúng không? Ở đây chúng ta thay số vào đó, pi này R bên là 6 bên, 6 bên là bằng 36 đúng không? Nhân với H, H là 3 này. 36 nhân 3 thì bằng mấy? 108 đúng không? Đó, vậy là bằng 108 pi. Ở câu này chúng ta chỉ cần rã vào công thức cả là ra đúng không? Câu 25 nào. Cho hai số phức Z và W. Số phức Z cộng W bằng cộng lại thôi. 4 cộng 3 thì bằng mấy? 4 cộng 3 thì bằng 7 đúng không? 2y cộng với trừ 4y thì chính là trừ 2y, về đáp án là B. Còn bạn nào mà không cộng được thì cứ bấm máy cho mình. 1, 2 này. Đấy, chúng ta nhập Z vào. Z là 4 cộng 2y. Rồi, cộng với W. Đóng ngoặc cũng được mà không đóng ngoặc được nhá, vì cộng mà. 3 trừ 4y. Đấy, kết quả là 7 trừ 2y. Được nhá. Câu 26 là cho cấp số nhân. Cấp số nhân này. U1 bằng 3, U2 bằng 9. Hai số hàng liên kề nhau đúng không? Ở đây là người bảo là tìm công bội.
Công bồi thì Q sẽ bằng số hàng đứng sau, tức là U2 chia số hàng đứng trước, đó là chia cho U1 với là bằng 9 chia thì 3 và bằng 3, đáp án là C. Câu 27 nè. À, tìm họ Nguyễn Hàm đúng không? Tìm họ Nguyễn Hàm. Nguyễn Hàm của thằng này á, Nguyễn Hàm của em mỗi x thì bằng chính nó, đúng không? Ở Nguyễn Hàm của hai thì Nguyễn Hàm của hai thì chính là bằng gì? Bằng 2x, đúng không? Vậy là bằng em mỗi x cộng 2x và cộng với c nữa. Đáp án là B. Còn bạn nào mà không nhớ công thức thì cứ bấm máy nha. Đây, phương pháp tìm hòm Nguyễn Hàm thì mình đã hướng dẫn rồi. Chúng ta cứ tính F của mấy? F của 3. Vậy F của 3 chúng ta thay 3 vào là đồng E mũ 3 cộng với 2 đúng không? E mũ 3 cộng với 2, kết quả là 22,08. Đó. Sau đó các bạn tính đáp hàm ở các đáp án thôi. Đây, tính B luôn nhé. D đến DX này. D đến DX này. Đây, nhập cái này vào đúng không? E mũ X cộng cho 2X tại X là bằng 3. Đây, các bạn xem nhầm là trùng không? Chắc chắn là trùng rồi, đúng không? Đó, đáp án đúng là B. Câu 28 nào. Hồi này lỗi. Trên mặt phẳng tọa độ điểm M là điểm biểu diễn của số phương nào sau đây? À, trừ 3 cộng với 4 y đúng không? Đây, trừ 3 cộng với 4 y. Đáp án là B. Rồi, tiếp nào, câu 29 nào. Câu 29. Đây. Cho hàm số A là một số thực dương có đồ thị như hình vẽ sau. Mệnh đề nào dưới đây là đúng? Bây giờ nó nằm vào biên thứ hai, vào biên thứ bốn này, thì suy ra y phẩy, y phẩy lớn hơn không đúng không? Đấy. Hoặc là chúng ta nhìn vào này, nhìn vào cái đồ thị hàm số, chúng ta tính từ trái sang phải nhá, trái sang phải này, tức là từ bên này này di chuyển sang này, thì chúng ta thấy là đồ thị nó xuất phát từ dưới này này, sau đó nó tăng lên đúng không? Đó, mà tăng thì nó suy ra là nó đông đồng biến, mà đồng biến thì y phẩy lớn hơn không, đúng chưa? Vậy những thang nào mà y phẩy bé được không là chúng ta bỏ này. Đó. Rồi. Và ở đây chúng ta thấy là nó có mẫu nên là điều kiện của nó là x cộng 1 phải khác không, tương đương x phải khác mấy ạ? Khác 1, à, xin lỗi, khác âm 1 đúng không? Vậy những thang nào mà có r là chúng ta cũng bỏ luôn. Đấy, là đáp án là gì? B đó. Rồi, có 30 nào. Có 30 đó là từ một hộp chứa 12 quả bóng gồm 5 quả màu đỏ và 7 quả màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả, tính xác suất để được 3 quả màu xanh bằng. Đây, N omega này bằng này, chúng ta lấy 3 quả, cái này là omega nhá. Đó, lấy 3 quả từ mấy quả? Từ 12 quả, vậy là bằng C2 của C3 của 10, 12, đúng chưa? Rồi, NA này, NA chính là đấy, xác suất để lấy được 3 quả màu xanh, tức là chúng ta lấy 3 trong 7 quả, trong 7 quả màu xanh thôi, đúng không? Vậy là C3 của 7. Bây giờ chúng ta chia thôi. Xác suất thì bằng NA chia N omega đúng không? Vậy là 7 C3 này chia cho mấy ạ? 12 C3. Có xin lỗi. C 7 phần 44, đáp án là A. Rồi, có 31 nào.
Trên đoạn 03 hàm số đa giá trị lớn nhất tại điểm nhá. Tức là chúng ta kiểm tra giá trị lớn nhất là bao nhiêu và đạt giá trị đó tại điểm bao nhiêu nhá. Là tại x đấy. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất thì chúng ta có thể bô thôi, mod 7 này, nhập hàm số vào. Trừ x3 cộng cho 3x. Rồi. Start là 0 này. End là 3 này. Step chúng ta cứ để theo công thức đó là gì? 3 trừ 0 là bằng 3 đúng không? Chia cho tối đa luôn đó là 29 này. Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra giá trị lớn nhất đúng không? Nó đạt giá trị lớn nhất là bao nhiêu cái đó? Đang tăng này. 1,7, 1,9, 1,99. 1,94 rồi, giảm rồi đúng không? Vậy là 1,99 là lớn nhất đấy. Giảm rồi đúng không? Đấy, 1,99 nhé. Đây chúng ta kiểm tra lại này. 1,7 này, 1,91 này, 1,98, 1,99 này. Đó. Và cái chúng ta cần tìm là nó đạt tại x bằng bao nhiêu thì chúng ta di chuyển sang x này. Đấy, thấy chưa? 1,034. Vậy là bằng 1 đúng không? Sắp xỉ là bằng 1, đáp án là C. Rồi, tiếp câu 32 nào. Trong không gian cho điểm M và mặt phẳng P, đường thẳng đi qua M và vuông góc với P có phương trình là đi qua M và vuông góc với P. Đây. Giả sử đây là P này. Đúng không? Đây là M này. Nó đi qua M và vuông góc với P. Đúng không? Đây là đường thẳng D này. Thì các bạn thấy là nó sẽ song song với vectơ pháp tuyến của mặt phẳng P, tức là nó sẽ nhận vectơ pháp tuyến mặt phẳng P làm vectơ chỉ phương, đúng không? Mà NP này thì có tọa độ là gì? Cả cái hệ số đi với x, y và z đúng không? Vậy là 1 này, trừ 2 này và 4, đúng không? Bây giờ chúng ta kiểm tra phần vectơ chỉ phương này. 1 trừ 2 và 1 với thằng này loại này, đúng không? 1 trừ 2 1 thằng này loại này, 1 trừ 2 và 4. Rồi chỉ còn lại C và D thôi. Đúng không? Sau đó chúng ta dựa vào điểm đi qua này để chúng ta loại tiếp này. Nó đi qua điểm M có tọa độ là 1, 3 và trừ 2. Ta xin lỗi, trừ 1, 3 và 2. Vậy là x trừ cho trừ 1 thì chính là bằng x cộng 1, đúng không? X cộng 1. Và thằng này x trừ 1 với thằng này sai này. Đúng không? Đáp án là D. Đúng không? Đây này, đổi dấu nhá. Trừ 1 này, thì chính là cộng 1 này. 3 chính là trừ 3 này. 2 chính là trừ 2 này. Đúng chưa? Đấy, x trừ x0, y trừ y0 và z trừ z0 mà. Nhá. Câu 33 nào. Cho hình chóp SABC có đáy là tam giác vuông cân tại B. AB bằng 2A, SA vuông góc mặt phẳng đáy, khoảng cách từ C đến mặt phẳng SAB bằng. Rồi chúng ta vẽ hình ra đây nhá. Vẽ hình ra này. SA vuông góc đáy thì chúng ta vẽ thẳng đứng như thế này thôi. Đây, A, B, C. Đây là S. SA vuông góc đáy này. Chúng ta có góc này là góc vuông này, đúng không? Cạnh AB nó bằng 2A này. Và BC cũng bằng 2A này, đúng không? Hai cạnh này bằng nhau. Rồi bây giờ chúng ta tính khoảng cách từ C đến mặt phẳng SAB. Thì các bạn thấy rằng là CB đây này, vuông góc với mặt phẳng A SAB, đúng không? Đây này. BC này, vuông góc với mặt phẳng SAB. Đúng không? Vậy từ đó suy ra khoảng cách này từ C này đến mặt phẳng SAB. Đúng không? Chính là bằng B BC. Được suy ra là bằng 2. Đấy. Đáp án là bằng gì nhỉ? À, B. Đúng không? Có nhìn ra điều đó không? Có đúng không? Chúng ta chỉ cần nhìn ra thôi, không cần mà chứng minh đâu. Chúng ta chỉ cần nhìn ra là BC nó vuông góc với SA, SAB. Đúng không? Mà vuông góc thì suy ra khoảng cách từ C đến mặt phẳng SAB chính là đoạn B, BC. Đúng không? Và đoạn này bằng 2A thôi. Còn cách chứng minh thì nó khá đơn giản thôi. Đây, chứng minh này. Chứng minh thì chúng ta có BC vuông góc với AB. Đúng không?
BC là vuông góc với BC này, vuông góc với SA. Đó, cái này là giả thiết này. Còn cái này thì chúng ta có thể chứng minh được, cái này chứng minh được đúng không? Đây này. Chúng ta có SA thì vuông góc với mặt phẳng ABC. Đúng không? Từ đó suy ra SA sẽ vuông góc với mọi đường thẳng thuộc vào mặt phẳng ABC thì nó sẽ vuông góc với BC đúng không? Vuông góc với BC. Đấy. Đúng không? Từ hai cái này chúng ta suy ra được đó là BC vuông góc với mặt phẳng gì? Mặt phẳng SA AB vì nó vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau, đúng nhỉ? Đó. Còn thực ra thì chúng ta không cần phải chứng minh đâu, chúng ta chỉ cần nhìn ra được cái điều đó là được đúng không? Trắc nghiệm á. Rồi câu 34 nào. Trong không gian cho hai điểm A và B, mặt phẳng đi qua A và vuông góc với B có phương trình là vuông góc với B thì suy ra nó sẽ nhân vectơ phạm tuyến vectơ AB có tốc độ là bao nhiêu nha? B trừ A là 4 trừ 1 là bằng 3 này. 1 trừ 0, 1 và 2 đúng không? Là vectơ phạm tuyến. Đó. Nó vuông góc với AB thì suy ra nhân vectơ AB làm vectơ phạm tuyến nha. Vectơ phạm tuyến là vuông góc đúng không? Rồi chúng ta có điểm đi qua rồi, có vectơ phạm tuyến rồi, chúng ta hoàn toàn có thể lập được đúng không? Hoặc là không thì các bạn loại dần thôi. Vectơ phạm tuyến là hệ số đi với x, y và z. Đây 3, 1 và 2. 3, 1 và 2. Hai thằng này thì không phải đúng không? Đây này 5, 1 và 2. Đó, loại dần thôi. Bây giờ nó đi qua điểm A thì chúng ta thay điểm A vào nó thỏa mãn đúng không? Đây thay 1 vào đây. Cái này là bằng 0, cái này bằng 0. Vậy là 3 nhân 1 bằng 3 trừ 17. Nó không bằng 0 đúng không? Vậy là loại. Thay 1 vào đây, 0 vào đây, 0 vào đây. À, 3 trừ 3 bằng 0. Vậy đáp án là B. Đó. Còn không thì các bạn có thể lập ra được. Nhưng mà các bạn nên nên thay vào nó sẽ nhanh hơn nhỉ? Thay vào nhanh hơn. Tiếp nào có 36 nào. À 35 này chứ. 35 đã. Mà làm được giải đâu. Cho số phức Z thỏa mãn số phức liên hợp của Z là. Rồi bây giờ đi tìm Z này. Tìm Z thì chúng ta lấy về 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 phải đúng không? Chúng ta chia cho y đó thì suy ra Z đó. Đó. Bằng bao nhiêu? Mod Z2 này. 5 cộng 4y bằng ấy, chia cho z tức là chia cho y 4 trừ 5y. Vậy suy ra số phức liên hợp chính là bằng 4 cộng 5 5y đúng không? 4 cộng 5y đáp án là A. Nhớ nhá, không là giải đáp thầy 4 trừ 5y là tròn là tròn B là sai đấy, số phức liên hợp này. Đó câu 36 nào. Ba sáu đáp án là gì nào? Cho hình lăng trụ đứng có tất cả các cạnh bằng nhau. Đây, người ta vẽ hình rồi. Góc giữa đường thẳng AA phẩy, đây đường thẳng này này. Đúng không? Với đường thẳng BC phẩy, đây đường thẳng này. Vậy là góc đây chính là góc nào nhỉ? Góc giữa đường thẳng AA phẩy với BC phẩy thì cũng chính là góc giữa đường thẳng gì ạ? BB phẩy với đường thẳng B BC BC phẩy đúng không? Chính là góc này này. Đúng không? Vì hai cái đường thẳng này là song song với nhau mà. Được chưa? Và góc này thì bằng mấy độ? Chúng ta có hình này là hình vuông này. B này, C này, C phẩy này và B phẩy này là hình vuông đúng không? Vì tất cả các cạnh bằng nhau mà. Vậy thì hình vuông thì bây giờ đường chéo nó sẽ chia hai góc thành mỗi góc là bằng 45 độ đúng không? Đấy, vậy là 45 độ nhá. Đáp án đó C. Câu 37. Với mọi AB thỏa mãn khẳng định nào sau đây là đúng? Đây chúng ta có công thức như thế này.
là biến đổi thằng này nhá. Đây loga cơ số a của B1 cộng loga cơ số a của B2. Tất nhiên là AB thỏa mãn điều kiện rồi, đúng không? Thì nó bằng loga cơ số a của B1 nhân B2. Đấy. Vậy từ đó chúng ta suy ra thằng này này, đúng không ạ? Chính là bằng cái gì? Bằng loga cơ số 2 của a mũ 3 nhân b bằng 6, đúng không? Đây chúng ta có công thức này nữa. Đó là loga cơ số a của x mà bằng b thì tương đương với x bằng gì ạ? A mũ b, đúng không? Từ đó chúng ta tương đương đó là a mũ 3 nhân b thì sẽ bằng 2 mũ 6. 2 mũ 6 thì bằng bao nhiêu? Bằng 64 à? 64 đúng không? Đấy vậy là đáp án là a mũ 3 nhân b bằng 64. Đáp án là A. Còn không thì bấm máy nha. Không thì bấm máy. Những câu mà tính biểu thức rồi là rút gọn biểu thức cái gì là hoàn toàn có thể bấm máy nhá. Đây. Bấm máy như thế này các bạn cả A cả B thì chúng ta cho A bằng mày ạ. Cho A bằng 3, B bằng 5. Chúng ta thay vào đây chúng ta được cái gì? Ồ, câu này phải đúng không? Câu này phải cái này khác. Bấm máy như thế này. Đây. Cho A bằng bằng nã bằng bằng 3 và tìm B đúng không? Tìm B. Xin lỗi nhé, tìm B. Bây giờ đấy là phương trình mà. B phải thỏa mãn điều kiện đấy đúng không? Tìm B bằng cái gì? Đó là chúng ta thay vào thôi, chúng ta xỉ số thôi. Đây. Loga cơ số 2 của a là bằng 3 này, 3 mũ mấy ạ? 3 mũ 3 này. Rồi. Cộng này. Loga này cơ số 2 này của b, b thì chúng ta thay bằng x nhá, vì xỉ số chúng ta phải dùng dùng x. Đây x này. Rồi, chuyển 6 sang là trừ 6 này. Và chúng ta xỉ số này để tìm b này. Rồi, xấu không ạ? Xấu xấu thì chúng ta lưu lại đúng không? Ship này. Store này. Lưu vào B nhá, lưu vào B. Rồi. Bây giờ chúng ta thử từng cái một thôi. Đây, 3 mũ 3, 3 mũ. Đây, 3 mũ 3. Ô, 3 mũ 3. Nhân về B, các bạn nhân về B. Bằng 64. Đấy, vậy đáp án đúng là đáp án A, đúng không? Đúng chưa? Đó. Cách giải là như vậy nhá. Ngày nay mình đã có hướng dẫn ở trong video đó. Câu 38 nào. Nếu tích phân từ 0 đến 2 của fx dx bằng 5 thì đây, những câu nào mà có tích phân của tổng hoặc hiệu thì chúng ta cứ tách cái tổng hoặc hiệu đó ra. Thằng này chúng ta tách ra đó. Tích phân từ 0 đến 2 của 2 fx. Đúng không ạ? Trừ cho tích phân từ 0 đến 2 của 1 đế yeah. Thằng này chúng ta đưa 2 ra phía trước. Đây đưa 2 ra phía trước luôn. Đúng không ạ? Vậy là bằng cái gì? Bằng 2 nhân thằng này thì người ta cho rồi. Cho bằng 7 đấy ạ, bằng 5 đúng không? 2 nhân 5. Rồi trừ cho thằng này chúng ta bấm 7 thôi. Bấm 7. Đây tích phân của 1 chạy từ 0 đến 2 thì bằng 2 đúng không? Bằng 2. Vậy là bằng 10, 10 trừ 2 bằng 8. Đáp án là A. Rồi câu 39 nào. Ở câu 39 này nó tương tự hoàn toàn với đề minh họa này. Nhưng mà cách giải thì nó lại khác hoàn toàn luôn. Tức là nó chỉ tương tự một phần thôi. Tức là nó cũng là hàm điều kiện này, cũng là tính tích phân này. Nhưng mà cách giải thì nó không bấm máy được. Đấy, hôm trước chắc có lẽ mình hướng dẫn các bạn bấm máy, bố nó biết. Hôm nay nó chơi cái chiều này là chúng ta không bấm được. Nhưng mà giải thì nó cũng rất chỉ là dễ. Không khó đâu. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm từng thằng một thôi. Chúng ta tìm thằng F trừ 1 này trước này. Đúng không ạ? Muốn tìm F của trừ 1 á, thì chúng ta phải dựa vào thằng này đúng không? Dựa vào thằng này nữa. Đây, các bạn mà khi nào mà cứ thấy F to của mấy á, thì các bạn sẽ nghĩ ngay đến cái định nghĩa tích phân, tức là tích phân từ A đến B, đúng không? Của Fx dx.
theo định nghĩa nó sẽ bằng F to của B trừ đi F to của A, đúng không? Đấy, khi nào mà nhìn vào dưới này có chữ F to của A của B dưới đó thì các bạn sẽ nghĩ ngay đến công thức này nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ phân tích này. À, chúng ta muốn tìm F của trừ 1 thì chúng ta sẽ lấy tích phân từ 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 âm 1 nhé, từ âm 1 đến đến cái thằng này này, x0 này, đúng không? Của Fx này, Fx này. Theo công thức này nó sẽ bằng F to của 0 này, trừ đi F to của trừ 1 này. Đó, F to của 0 thì chúng ta có đó, vậy hoàn toàn chúng ta có thể tìm được thằng F to của 1, đúng chưa? Vậy từ đó chúng ta suy ra này. À, nhưng mà tích phân từ 0 đến 1 đó, của Fx thì chúng ta bây giờ chúng ta sẽ lấy hàm nào? Bây giờ đây nó có hai hàm á, đúng không? Thì các bạn nhìn vào cái điều kiện này, từ âm 1 đến 0 thì nó phải bé thua 1, đúng chưa? Bé thua 1 thì chúng ta sẽ lấy hàm này này. À, vậy là tích phân từ âm 1 đến 0 này, Fx chúng ta lấy là 3x bình cộng với 4 này. Thì bằng F của 0 thì F của 0 bằng 2, đúng không? Trừ cho F to của trừ 1. Từ đó chúng ta suy ra F to của trừ trừ 1 thì bằng bằng 2, đúng không? 2 trừ cho cái tích phân này, tích phân này chúng ta tính thôi. Đây, 3x bình cộng 4 chạy ra từ âm 1 đến 0 à, bằng 5, đúng không? Vậy là trừ cho 5, kết quả là bằng trừ 3. Rồi, bây giờ tìm cái thằng thứ hai này, đó là F to của 2. F to của 2 thì bây giờ chúng ta sẽ lấy tích phân từ mấy ạ? Từ 0 đến đến 2 của Fx. Ok. Đấy, chúng ta lấy tích phân từ 0 đến 2 của Fx đi. Theo cái định nghĩa này nó sẽ bằng F to của 2 trừ đi F to của 0. F to của 0 thì chúng ta có rồi, đúng không? Tích phân này thì hoàn toàn chúng ta có thể tính được. Vậy từ đó chúng ta tìm được F2 đó. À, tích phân này này, nhưng mà tính tích phân này thì nó lại phải tách ra. Tại vì tích phân từ 0 đến 2 á, từ 0 đến 2 thì nó sẽ vừa bé thua 1 và vừa lớn hơn 1, đúng không? Nên bắt buộc chúng ta phải tách nhá. Và điểm tách đó là chúng ta lấy cái điểm này này. Đó, số 1. Vậy chúng ta sẽ tách thằng này là tích phân từ 0 đến 1 của Fx để cộng với tích phân từ, đây cho nó lên tí, tích phân từ 1 đến 2 của Fx để, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta tính này, tích phân từ 0 đến 1 của Fx á, thì nó bé thua 1 nên chúng ta lấy hàm dưới, đúng không? Vậy là tích phân từ 0 đến 1 này Fx chính là bằng 3 x bình này cộng 4 này để x này cộng với tích phân từ 1 đến 2 này. 1 đến 2 thì nó lớn hơn 1, chúng ta phải lấy hàm trên, tức là 2 cộng 5 này để x. Rồi cái này chúng ta bấm máy thì nó ra, đúng không? Đây, cần là từ 0 đến 1 rồi, đúng không? Cộng tiếp cho tích phân từ a của 2x cộng 5, cần là từ 1 đến đến 2 bằng mấy ạ? Bằng 13. Vậy cái này tương đương với gì? 13 bằng F to của 2 trừ thì F to không, F to không chính là bằng 2, đúng không? Từ đó suy ra F to của 2 chính là bằng, chuyển 2 sang, bằng 13 cộng 2 là bằng 10, 15. Rồi bây giờ chúng ta thay vào đây thôi. Vậy cái này chính là bằng gì? F to của 1 thì bằng âm 3 này, âm 3 này cộng này 2 này. F to của 2 chúng ta tính được bằng 15 này. Vậy là bằng 30. 2 nhân 15 là 30, 30 trừ 3 thì bằng 27, đúng không? Đáp án là A. Đó, đó là phương pháp tính nhá. Rồi câu 40 này. Câu 40. Có bao nhiêu số nguyên thỏa mãn bậc phương trình? À, đi giải bậc phương trình, giải bậc phương trình thì bạn có thể là dùng thầy bô để chúng ta giải nhá. Đây, các bạn cứ thầy bô cho mình. Mod 7 đúng không?
nhấp vế trái vào và chúng ta kiểm tra xem thử là nó bé thôi không, từ đâu đến đâu thôi. Đây vế trái này, ba mũ bình trừ ra chín, xin lỗi, trừ ra chín mũi á, trừ ra chín mũi rồi tiếp là logar cơ số 3 của x cộng cho 25 trừ cho 3 rồi bằng này. Ở đây chúng ta thấy là có 24, 26 và 25 và là x nguyên. X nguyên thì chúng ta để step là bằng 1 đúng không, và chúng ta đếm xem thử là nó bé thôi không hoặc là bằng không, có bao nhiêu số thôi đúng không. Vậy nhiều số như thế này thì chúng ta phải tách ra kiểm tra phần dương trước và kiểm tra phần âm trước nhé. Vậy bây giờ kiểm tra phần dương thì các bạn cho start là bắt đầu từ 0 này đến tối đa là 29, chúng ta có thể kiểm tra được 29 số đúng không đó, và step chúng ta để là 1. Rồi bây giờ chúng ta xem nữa có bao nhiêu số thỏa mãn cái điều kiện là bé thua bằng 0. Kiểm tra thằng nhỏ ít nhé. Rồi một thằng bằng 0 này, vậy là 1 đúng không? X bằng 0 này và x bằng 2 này, các bạn thấy là có hai số 0 này, đúng chưa? Đó, vậy là 2 này. Thế này nó dương rồi đúng không? Nó dương rồi. Vậy là hai số thôi. Vậy phần dương chúng ta được hai số này. Có sao trên này báo lỗi nhỉ? Các bạn chú ý này, cái phần mà báo lỗi này này không phải là nó không thuộc vào tập xác định nha, tức là nó vẫn tính được nhưng mà do cái kết quả nó lớn quá nó không hiển thị được nên nó báo lỗi. Ở đây các bạn thấy là nhân với 10 mũ 93 đó, số rất chỉ là lớn rồi đúng không, và số này thì nó lớn hơn nữa, mà lớn hơn nữa máy nó hiển thị không được thì nó báo lỗi thôi, chứ không phải là cái giá trị x bằng 15 này là thay vào không tính được đâu. Đấy, có nhiều bạn là tưởng là đây là cái phần mà nó không tính được, là tức là phần không thuộc vào tập xác định đấy, là nhầm nha. Thế là các bạn phải chú ý một chút chứ không là sai đấy. Thế này các bạn thấy là mũ này rất chỉ là lớn rồi, thế đến cái số này nữa là nó rất lớn, mà rất lớn máy nó không hiển thị được nha, chứ không phải là nó không thuộc vào tập xác định. Rồi bây giờ kiểm tra phần âm này. Phần âm thì chúng ta sẽ cho chạy từ mấy ạ? Âm 29 đúng không? Đến cho âm 1. Và step chúng ta vấn đề là 1. Ví dụ chúng ta tìm nguyên mà. Báo lỗi. Đây, nó âm từ âm 14. Nó âm hệt đúng không? Âm hệt, vậy là âm 14 đến âm 1. Vậy là có 14 số, 14 số với 2 nữa là 16. Không có đáp án đúng không? Do là cái số này nó bé quá, nó giống như là trường hợp như này mình nói đấy. Nó quá bé đấy này, mũ các bạn thấy là mũ rất chỉ là lớn này. Đúng không? Đấy, mũ đến ở đây là mũ 93 rồi. Và đến đây nữa thì nó không hiển thị được nữa thì nó báo lỗi, chứ không phải là nó không thuộc. Có thể là thằng này vẫn là nghiêm đúng không, cái thằng này vẫn là nghiêm này, tại âm 15 nó vẫn là nghiêm, nhưng mà máy tính nó không hiển thị được đấy. Câu này bạn nào mà dùng thay bộ mà không chú ý là sai này. Giả sử ở đây mà nó có đáp án là 16, vậy là các bạn nhiều bạn là chọn 16 luôn đúng không. Đấy, từ âm 1 đến âm 14 là 14 giá trị, cộng 12 giá trị này nữa là 16, đấy là sai này. Nhưng mà ở đây nó phải là bao nhiêu nhỉ? Vậy là các bạn phải dựa vào điều kiện để chọn thôi. Đây các bạn dựa vào điều kiện của lỗ cá này. Nó thấy là x cộng 25. Điều kiện là lỗ cá thì nó phải lớn hơn 0 đúng không? Từ đó x nó phải lớn hơn mấy ạ? X phải lớn hơn âm 2. Lớn hơn âm 25. Đúng không? Vậy lớn hơn âm 25 á, thì nó phải là từ x sẽ bằng 24. Đúng không? 24 rồi đến 23.
chủ đề mấy ạ? Chủ đề 1 đúng không? Phần âm á, phần âm đến âm 1. Xin lỗi, âm 24, âm 23 nhé. Chủ đề âm 1 thì chúng ta có là âm 24 số. À, xin lỗi, có 24 số đúng không? 24 số mà cộng với 2 nữa, vậy là 26 số nhá, đáp án là C. Đấy, câu này các bạn chú ý một chút nhá. Đây các bạn thấy là nó phần này không tìm được, các bạn tưởng là không phải là tập nghiệm. Nhưng mà thực ra là nó vẫn là tập nghiệm, nhưng mà do là gì? Đó là nó số âm này nó âm số nhỏ quá. Đúng không ạ? Quá nhỏ, máy tính nó không hiển thị được nữa. Thì nó báo lỗi thôi chứ không phải là không phải là tập nghiệm. Tức là nó vẫn là tập nghiệm. Nhưng mà do cái nghiệm này nó nhỏ quá, máy tính không thể hiển thị được. Đúng không ạ? Một số rất bé. Nên là không hiển thị được thì nó báo lỗi thôi. Nên là các bạn chú ý nhá, nhiều bạn câu này nếu mà bấm máy là nhiều bạn sẽ sai đấy. À. Máy là nó không cho đáp án là có số 16. Nếu mà có số 16 lên, nhiều bạn chắc chắn là cho 16. Chúng ta dựa vào điều kiện nhá. Chúng ta thấy là nó lớn hơn âm 25 này. Là từ âm 25 đến là xin lỗi, là từ âm 24 đúng không? Đến âm 1 này. Là nó thỏa mãn là fx nó bé tuổi không đúng không? Nên là có 24 số, 24 số mà cộng với hai số này khi nào ở phần dưới nữa. Vậy là 26 số đúng không? Đáp án là C. Có 4 môn nào. Chúng ta có này. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình này là, thì bây giờ chúng ta sẽ đặt fx bằng t. Từ đó chúng ta suy ra được là cái này chính là bằng ft bằng 1 đúng không? Ft bằng 1. Bây giờ chúng ta nhìn vào ấy cái đồ thị này, chúng ta thấy là đây là đồ thị của fx thì nó cũng chính là ft luôn đấy. Đúng không? Fx và ft là giống nhau nhé. Đồ thị ft cắt đường thẳng y bằng 1 tại mấy điểm? Đấy, đường thẳng y bằng 1 là đường thẳng nằm ngang như thế này, nó đi qua tại 1 này. Nó cắt tại 1 điểm này, 2 điểm và 3 điểm đúng không ạ? Vậy là phương trình này có 3 nghiệm. Đây nghiệm thứ nhất này, mình chỉ hiểu là x1 đi. Nghiệm thứ hai này là bằng 0 đúng không? Và nghiệm thứ ba này là x3 đấy. Đúng không? Vậy chúng ta được 3 nghiệm nó là gì? À, t bằng t1, t3 đúng không? 3 nghiệm đó là t bằng t1 này, t bằng 0 này và t bằng t3 này. Đó, 3 nghiệm. Thì bây giờ này, với t bằng t1 thì chúng ta thay vào đây. Đây, với t bằng t1 này. Thì khi đó chúng ta có đó là f của x. Nó bằng t1, đúng không? T1. Mà t1 á, đây bây giờ chúng ta lại tiếp tục này. T1 thì chúng ta không biết nó bằng bao nhiêu, nhưng chúng ta biết nó nằm trong khoảng nó là gì? Âm vô cùng đến âm 1, tức là bé thua âm 1, đúng không? Mà bé thua âm 1 á, thì nó sẽ nằm vào phần này này, nằm phần dưới này, từ âm 1 đi xuống, đường thẳng của nó sẽ nằm ngang như thế này, đúng không? Mà nằm ngang như thế này thì nó cắt cái đồ thị fx tại mấy điểm? 1 điểm này. Vậy suy ra nó có 4 nghìn nhá. Đấy. Rồi bây giờ đường thẳng t bằng 0 này, t bằng 0 tức là fx bằng 0, đúng không? Đấy là với t bằng 0 nhá. Fx bằng 0 thì suy ra chúng ta có mấy nghìn? Không thì nó nằm ở đây này, với đường thẳng y bằng 0 là chính là trục OX. Có cắt tại 1 nghiệm này, 2 nghiệm này, 3 nghiệm, suy ra có 3 nghiệm đúng không? Bây giờ T bằng T3, tức là FX bằng T3 này. T3 thì chúng ta thấy là nó nằm trong khoảng 1 đến 2, đúng không? 1 đến 2 thì y của chúng ta nó nằm ở đây này, 1 đến 2. À, nó nằm ở đâu đấy đúng không? Lớn hơn 1 và bé hơn 3, đúng không? Vậy là suy ra nó cắt đô thị tại mấy điểm ạ? 1 này, 2 này, 3 này. Suy ra nó cũng có 3 nghìn, đúng nhá. 3 nghìn. Suy ra tổng số nghiệm của chúng ta đó là 3 cộng 3, 6 cộng 1 là 7. Đáp án là D. Rồi, có 42 nào. Câu 42 cho mặt phẳng đi qua đỉnh, cho hình nón N, cắt hình nón N bởi mặt phẳng đi qua đỉnh và tạo với mặt phẳng à,
Bước góc bằng 60 độ. Câu này hình như là người ta gõ sai đề rồi. Tạo với mặt phẳng đáy nhá. Tạo với mặt phẳng đáy. Đó, trước hết chúng ta vẽ cái hình ra này. Đây chúng ta có cái mặt nó như thế này. Đó. Bây giờ mặt phẳng chúng ta nó cắt cái mặt nón thành một cái tam giác đều, đúng không ạ? Đây. Đây là S đi, tam giác đây là A, là B. Đó, tam giác SAB là tam giác đều đúng không? Và góc tạo giữa cái mặt phẳng SAB này này với mặt phẳng đáy là bằng 60 độ, vậy chính là góc này này. Đây, góc này bằng 60 độ. Rồi bây giờ chúng ta lập luận này. Chúng ta muốn tính diện tích xung quanh á, S xung quanh này của hình nón đúng không? Thì bằng này P này nhân R này nhân L này. Vậy bây giờ chúng ta phải tìm được R và tìm được L đúng không? Vậy R chính là khoảng cách từ đâu? Chúng ta gọi đây là O đi, từ O đến đến B này, đây chính là R này. Vậy chúng ta phải tính được OB đúng không? Muốn tính OB thì chúng ta phải gắn nó vào tam giác đó là SOB. Tam giác này vuông tại O, có cạnh SB rồi, và chúng ta phải tìm được cạnh SO nữa, đúng không? Phải tìm được SO. Muốn tìm SO thì chúng ta phải gắn nó vào cái tam giác đó là S. Đây, gọi tam giác điểm này là điểm I đi, SIO. Đúng chưa? Đấy, gắn nó vào tam giác là SIO nha. Khi đó chúng ta có một góc rồi, chúng ta muốn tìm cạnh này thì chúng ta phải tìm được một cạnh nữa, là chúng ta phải tính được SI đúng không? Mà muốn tính SI thì chúng ta lại xét cái tam giác đó là SBI. Tam giác này có SB rồi, có góc này rồi, thì hoàn toàn chúng ta có thể tìm được SI đúng không? Đấy, vậy bây giờ chúng ta sẽ xét tam giác này này, xét tam giác SBI, tam giác này vuông tay y này. Đó, chúng ta có góc này rồi này, có cạnh này rồi, thì chúng ta sử dụng tan nha, tan. À, cạnh này là cạnh huyền, về sử dụng sin. Sin của góc này này, góc này chính là bằng 60 độ đúng không? Với tam giác SAB là tam giác đều mà. Sin của 60 độ này thì bằng, sin là bằng đối trên huyền, vậy là bằng SI này. Trên huyền là SB này. Từ đó suy ra SI chính là bằng SB nhân với sin của 60 độ. Đây là bằng SB thì người ta cho rồi, đó là bằng 4A đúng không? Sin của 60 độ thì bằng bao nhiêu nhỉ? Căn 3 trên 2. Vậy là bằng 2 căn 3. À, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta có SI rồi thì chúng ta quay lại để tìm SO này. Muốn tìm SO thì chúng ta lại xét tam giác kia ạ. Xét tam giác SI, ô tam giác này vuông tay. Đấy, ô. Vậy bây giờ chúng ta có góc này rồi, thì chúng ta lại tiếp tục sử dụng sin đúng không? Sin của 60 độ thì bằng đối đối chính là SO trên huyền, huyền chính là SI, từ đó suy ra SO thì bằng SI nhân với sin của 60 độ. Vậy là bằng gì? SI thì chính là bằng 2 căn căn 3 nhân A. Cái này chính là bằng căn 3 trên trên 2, vậy là bằng gì ạ? Bằng 3A. Đúng không? Bằng 3A. Rồi bây giờ có SO rồi thì chúng ta sẽ xét tam giác đó là SOB để tìm OB đúng không? Đây tiếp tục này. Xét tam giác SOB, tam giác này vuông tại đâu ạ? Vuông tại O. Bây giờ chúng ta có cạnh này rồi. Có cạnh này rồi thì chúng ta sử dụng Pythagore đúng không? SB là cạnh huyền này, SB bình thì bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại đó là SO bình cộng với OB bình. Từ đó suy ra OB bình thì bằng SB bình trừ SO bình. Vậy là bằng gì ạ? SB là bằng 4A, 4A mà bình phương lên là bằng 16, 16A bình.
SO là bằng 3 A, bình phương lên là bằng 9 A bình. Kết quả là bằng 7 A A bình. Từ đó suy ra OB bằng bằng A căn 7. À, A căn 7. Vậy là bán kính bằng A căn 7. Từ đó chúng ta thay vào đây thôi. Pi nhân R, R là chính là OB, chính là bằng A căn 7. L, L chính là bằng SB đấy, đúng không? Hoặc là SA, giống nhau mà. Vậy là bằng 4, 4A nhân với 4. À, vậy là bằng 4 căn 7. A nhân Pi. Đáp án là A bình nhé, xin lỗi. A nhân A là bằng A bình nhé. Đáp án là D. Đó, đó là cái làm nhé. Cái khó nhỉ. Rồi tiếp nào. Câu 43 nào. Rồi sang câu 43 nào. Trên tập hợp các số phức xét phương trình, M là tham số thực có bao nhiêu giá trị M để phương trình đó có nghiệm Z0 thỏa mãn. Đó là mô đun của Z0 bằng 7. Rồi đây là một phương trình bậc 2 thì chúng ta sẽ dựa vào delta nhé. Delta này bằng B bình trừ 4A AC là bằng gì? À, âm 2 bình thì bằng 4 này nhân cho M cộng 1 bình phương trừ cho 4AC tức là 4 nhân 1 nhân M bình. Rồi bằng này chúng ta khai triển hàng năng thức này ra thì được là 4 M bình cộng với 8 M cộng với 4 trừ cho 4 M bình. Thằng này thằng này hết đúng không? Vậy là bằng 8 M cộng 4. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chia thành hai trường hợp, đó là delta lớn bằng 0 và delta bé được không? Vì delta mà lớn bằng 0 á thì nghiệm Z0 này này trở thành là nghiệm thực đúng không? Rồi trường hợp thứ nhất này, đó là delta lớn hơn hoặc bằng 0 tương đương với 8 M cộng 4 lớn hơn hoặc bằng 0 tương đương với M lớn hơn bằng 1 phần 2. Thì khi đó Z0 chính là nghiệm thực mà mô đun của một số thực á mà bằng 7 thì suy ra đây à, từ đó suy ra này mô đun của Z0 mà bằng 7 á thì tương đương với là Z0 bằng cộng trừ 7. Vì Z0 là một số thực mà đúng không? Vậy bây giờ chúng ta sẽ chia ra với Z0 nó bằng 7 thì suy ra có bao nhiêu mơ. Chúng ta thay Z0 vào đây thì chúng ta được là 7 bình thì bằng 49 trừ cho 7 nhân 2 là bằng 10, 14 M cộng 1 cộng với M bình bằng 0 tương đương với là M bình trừ 14 M trừ 14, 49 trừ 14 là bằng cộng 35 bằng 0. Rồi chúng ta bấm máy xem có bao nhiêu nào. Mọi đây 53 này, 1 này trừ 14 này, 35 này, rồi một nghiệm này, hai nghiệm đó là mơ bằng 7 cộng căn 10 4 và mơ bằng 7 trừ căn 10 4. Rồi chúng ta kiểm tra cái điều kiện này này, xem thử nó có bị loại nhá. Rồi không đúng không? Thỏa mãn này. Nghiệm này chắc chắn thỏa mãn rồi. Rồi đây chúng ta có hai mơ này. Hai mơ này. Ok chưa? Rồi bây giờ à, trường hợp thứ hai của Z bằng trừ 7 nữa. Với Z không bằng trừ 7 tương đương với là trừ 7 mà bình phương lên là bằng trừ 4. Xin lỗi, 4 vẫn là 49 nhé. À, trừ 7 nhân với trừ 2 là cộng 14 đúng không? 14 mơ này. À, cộng với 14 nữa đúng không? Cộng với mơ bình bằng 0. Và cái này được là gì? Mơ bình cộng 14 mơ. 49 mà cộng với 14 là thằng bằng 5, 63 đúng không? Cộng với 63 0. Rồi, 1 này 14 này 63 này. Rồi vô nghiệm nhá. Nghiệm ảo, vô nghiệm. Vậy là thằng này vô nghiệm này. Đúng không? Vô nghiệm, vô nghiệm. Vô nghiệm thì suy ra nó không có mơ nào thỏa mãn nhá. Bây giờ trường hợp thứ hai này, đó là delta nó bé được không? Bé được không thì chúng ta sẽ được là gì? 8 mơ cộng 4 bé thuốc
bé thua 0 tương đương với m, bé thua âm 1 phần 2. Thì khi đó thang này trở thành là nghiệm gì? Nghiệm phức. Đúng không? Nghiệm phức. Bây giờ giả sử cái bật phương trình cái phương trình này của chúng ta nó có hai nghiệm, đó là z1 z2. Đó, giả sử này. Đây là phương trình sáu đấy. Đó. Giả sử sáu có hai nghiệm này. Hai nghiệm phức đó là z0 bằng z1 và z0 bằng z2. Đúng không? Mà hai nghiệm phức á, phương trình mà có hai nghiệm phức thì hai nghiệm đấy là số phức liên hợp của nhau, tức là z1 là số phức liên hợp của z2 và z2 là số phức liên hợp của z1. Tức là gì? Nếu như z1 bằng z0, đây z1 bằng z0 thì suy ra z2 chính là bằng mô đun của z0. Đó. Vậy là chúng ta có cái gì? Chúng ta có này, mô đun của z0 bằng 7. Bây giờ chúng ta sẽ bình phương hai vế lên thì chúng ta được đó là mô đun của z0 bình bằng 4 49, đúng không? Mà mô đun của z0 bình á thì chính là bằng z0 nhân với z ngang của z0 bằng 4 49, được chưa? Rồi, mà thang này chính là z1 và thang này chính là z2, đúng không? Vậy từ đó chúng ta gọi gì ạ? z1 nhân z2 chính là bằng 4 49. Rồi, mà tiếp tục chúng ta lại có z1 nhân z2 thì nó bằng cái gì? Z1 nhân z2 theo định lý Piaget á, định lý Piaget thì nó bằng bằng c đến a, đúng không? C đến a. Vậy là bằng gì? Bằng m bình trên 1. Vậy là chúng ta có z1 nhân z2. Z2 chính là bằng m bình. Mà m bình nó bằng 49. Thì suy ra m nó bằng cái gì ạ? Bằng cộng trừ căn của 49, tức là bằng cộng trừ 7, đúng không? M bằng cộng trừ 7 mà thỏa mãn cái điều kiện này thì chúng ta thấy là chỉ có là m bằng âm 7 thôi, đúng không? Vì m bằng 7 thì nó không thỏa mãn điều kiện này, đúng không? Vậy là có một m nữa. Vậy từ đó chúng ta suy ra là có 3 m nhá, 3 m thỏa mãn. Câu này hơi dài nhỉ? Ra hơi khó đúng không? Khó hơn câu 42 của Đề Minh Hoạt thì là nhiều. Thôi có lẽ video mình thì xin được tạm dừng tại đây nhỉ. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé. Bye bye.